Hậu quả của việc cha mẹ phớt lờ con cái. Tại sao có những quan điểm rằng là chăm sóc con, nuôi dạy một đứa trẻ lên người thành công là một nghệ thuật? Bởi vì ngược lại với những người cha mẹ chăm sóc yêu thương con của mình một cách thái quá, họ che chở và sẵn sàng làm giúp con mọi chuyện, khiến cho đứa trẻ trở nên ỷ lại, và cũng có thể từ đó con sẽ ích kỷ và coi thường mọi điều trong cuộc sống, vì con nghĩ rằng đã có người lo lắng cho con. Thì ngược lại với những người cha mẹ như vậy là những người cha mẹ đang phớt lờ đi chính con cái của họ. Có thể những người cha mẹ này đang quá bận rộn, họ đang bị chịu áp lực trong cuộc sống. Đó có thể là vì họ dành quá nhiều thời gian cho công việc. Họ có áp lực vì tiền bạc, vì rất nhiều vấn đề khác. Những người cha mẹ như vậy, họ cũng bị áp lực bởi chính những cái vấn đề của họ, họ không tự giải quyết được. Cho nên là họ đã dành quá nhiều thời gian cho những vấn đề riêng của mình và không còn đủ thời gian để quan tâm, họ thờ ơ với con và những đứa trẻ. Khi người cha mẹ có thái độ thờ ơ như vậy với con của mình sẽ để lại những hậu quả gì? Thứ nhất là họ tạo ra cho đứa trẻ một cảm giác bị bỏ rơi và không được quan tâm. Khi những đứa trẻ mà có những cảm xúc buồn bã chán nản, con không có được cảm giác ấm áp trong tình yêu thương của cha mẹ thì con sẽ cảm thấy cô đơn. Rồi con tự ti với những cảm xúc của chính bản thân mình. Con không được cha mẹ dành những lời động viên khen tặng, rồi dành thời gian để trò chuyện, để đồng hành cùng con, khiến cho tâm trạng của đứa trẻ luôn luôn là buồn bã. Và ở con sẽ giảm đi cái sự tự tin vào bản thân, vào cha mẹ, vào gia đình của mình. Hậu quả thứ hai, mình sẽ tạo ra một cái suy nghĩ sai lệch về tình cảm, về mối quan hệ trong gia đình. Đứa trẻ sẽ không thể hoàn toàn tin tưởng vào mối quan hệ trong gia đình của mình, đặc biệt là với cha mẹ. Và rồi theo thời gian thì nó cũng sẽ làm ảnh hưởng tới việc mà xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, mối quan hệ thân mật trong gia đình, cũng như làm ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp trong tương lai của trẻ. Bởi vì một đứa trẻ khi không được cha mẹ thường xuyên có những cử chỉ âu yếm, có những cái lời nói yêu thương động viên, khích lệ con, thì trái tim của con, cảm xúc của con cũng trở nên khô cứng và con không thể tìm được những lời yêu thương. Thì sau này bản thân trẻ cũng thể không thể nói được lời yêu thương với người khác, cũng như với cha mẹ của mình. Và như vậy thì khả năng giao tiếp của con, việc xây dựng mối quan hệ tình cảm sau này của con cũng sẽ trở nên có những khó khăn hơn. Hậu quả thứ ba là nó gây ảnh hưởng tới sự phát triển tâm lý và xã hội của trẻ. Con sẽ gặp khó khăn trong việc thiết lập và xây dựng để duy trì mối quan hệ của mình. Rồi con cũng cảm thấy khó có thể tin tưởng người khác với những cái suy nghĩ không thỏa đáng của mình. Con có thể gặp các vấn đề về tâm lý như là lo âu, rồi trầm cảm. Nó có thể để lại hậu quả lâu dài về mặt tâm lý của trẻ. Ví dụ như là sự tự tin, và rồi đứa trẻ sẽ thấy khó khăn trong các vấn đề về mối quan hệ của mình hoặc là trong công việc. Những điều này thì có thể kéo dài đến khi con trưởng thành và ảnh hưởng đến sự thành công cũng như là hạnh phúc của con trong tương lai. Hậu quả thứ tư có thể gây ra những cái vấn đề, những rối loạn, có thể gây rối trong hành vi và trong hiệu suất học tập của con. Trẻ có thể trở nên không quan tâm tới việc học cũng như cái kết quả học tập của mình. Rồi con có thể xuất hiện những cái hành vi không phù hợp. Bởi vì bản thân trẻ cũng hiểu rằng là cha mẹ không quá quan tâm tới hành vi, tới lời nói, kể cả tới kết quả của mình. Và rồi chính con cũng thờ ơ với điều đó. Cuối cùng thì ở trong lớp học, khả năng tiếp thu của con cũng sẽ kém. Bởi vì con không quá tập trung vào vấn đề nào cả. Con không tập trung vào chính bản thân mình. Sự thờ ơ đó sẽ khiến cho trẻ có một kết quả học tập rất thấp. Và cuối cùng thì cái sự thờ ơ của cha mẹ đối với con sẽ tạo ra một chu kỳ tái diễn lặp đi lặp lại. Bởi vì nếu việc phớt lờ con cái trở thành một mô hình gia đình thì đứa trẻ sẽ tiếp tục tái diễn hành vi phớt lờ này đối với con cái của mình sau này. Và như vậy là hành vi việc làm của người cha mẹ đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, đến tương lai của con. Cho nên cha mẹ, ngoài việc chúng ta cần phải quan tâm chăm sóc gia đình của mình để con cái có điều kiện tốt hơn, thì việc chăm sóc con cái về mặt tinh thần, đó là những cảm xúc của con, thì người làm cha mẹ cũng không thể thờ ơ. Chúng ta không thể phớt lờ hoặc là bỏ rơi đứa trẻ, khiến cho con rơi vào những cái tình trạng mất đi niềm tin và động lực trong cuộc sống. Các bạn nhớ follow kênh, bấm vào nút vào chuông để nhận được những video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.